Tân Hoa hậu sẽ là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc đẳng cấp quốc tế. Miss Cosmo, cuộc thi nhan sắc quốc tế hoàn toàn mới. Miss Cosmo, một kỷ nguyên nhan sắc mới. Tầm nhìn, biểu tượng, hành động. Miss Cosmo, Thế vận hội sắc đẹp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ của sắc đẹp và sự khác biệt. Tiếng nói và hành động. Tư duy tiên phong và cam kết bền vững. Miss Cosmo, nơi quảng bá, vinh danh các niềm tự hào về bản sắc, văn hóa quốc gia và quốc tế. Vì một sứ mệnh cao đẹp, nâng tầm ảnh hưởng bằng hành động Impactful Beauty. Hãy sẵn sàng đón chờ cho sự bùng nổ của Miss Cosmo. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tháng 9 năm 2024.